Chào các bạn, trong tập trước thì mình đã đi mine và khám phá một tầng hầm để tìm thêm một số vật phẩm có ích. Mình đã tìm hiểu các loại khoáng sản và công thức chế tạo của chúng trong tập trước. Trong thời gian giữa hai tập thì mình đã dọn đồ và quyết định đi đến một nơi khác hợp lý hơn để bắt đầu xây dựng căn cứ chính thức. Trong tập này thì mình đã tìm được một căn cứ và tiến hành xây dựng hàng rào bảo vệ và xây dựng một khu vực giúp mình có thể nhanh chóng farm được nhiều vật phẩm để chế tạo cây lưỡi hái. Mình sẽ khẩn trương nâng cấp căn cứ để chuẩn bị cho giai đoạn 5 sắp tới. Và không liên thiên thêm nữa, chúc các bạn xem video vui vẻ. Mình thì mình đang đi tìm cái căn cứ tiếp theo để mình ở các bạn ơi. Mình đang trên đường bay này. Và mình thấy được một cái chỗ mà có... Đây, mình sẽ bay tổng quát cho các bạn xem nhé. Thì ở đây là một cái sa mạc. Và ở đây nó có một cái ngôi đền gì đó. Và một cái kim tự tháp này. Thì cái này nó có cấu trúc lạ hơn những cái khác. Nên mình muốn quay lại cho các bạn xem. Có vẻ như nó là một cái mê cung thì phải. Từ từ. Chứ rồi mình bị nóng quá các bạn ơi. Ok, chúng ta sẽ bay ra ngoài đây để cho nó giảm thân nhiệt lại chút xíu. Thân nhiệt bị tăng quá. Ồ, thì có lẽ là mình cũng sẽ, chắc là mình sẽ khám phá cái chỗ này luôn. Tại vì mình thấy nó rất là đặc biệt ấy. À, sẵn tiện thì có lẽ mình sẽ cất cây kiếm này vô luôn đi. Đây, rương của mình thì mình đã đem theo hết rồi. Đó, mình khỏi mất công quay cái đạn đó lại không. Nó sẽ làm tốn thời gian của các bạn, mất cái phần hấp dẫn hết. Ok, thì để xem coi, mình vứt cái này đi. À, mình vứt đồ mà. Rồi, ok. À, thân nhiệt giảm xuống đi. Để mình đi qua kim tự tháp bên kia mình kiểm tra thử. Còn cái khu vực này thì mình hình như mình đi rồi thì phải. Mình đã gặp một cái tòa tháp như thế này rồi. Mình cũng đã khám phá rồi. Chỉ có cái kim tự tháp là mình chưa khám phá thôi. Nên có lẽ mình sẽ đi khám phá kim tự tháp thử. Ngoài đây có một khối lưu ly hay gì nè. Phải không? Ui. Được một khối lưu ly các bạn ơi. À, như thế này cũng được nha. À, các bạn nghe tiếng gì không? Mình nghe tiếng như kiểu là mấy sinh vật ngoài hành tinh ấy. Hơi ghê chút xíu nhưng mà chắc không sao đâu. Đây, ở đây nó dắt mình đi xuống cái đường hầm nè. Thì chỗ này không phải rồi. Ui, trà nóng thế. Nóng lắm các bạn ơi. Ok. Nếu mà đứng trong nước thế này thì nó có giảm thân nhiệt xuống không? Mình nghĩ là không. Mình muốn đi vào kim tự tháp nè. Nhưng mà đây mình đang bị gọi là nóng. Cháy da cháy thịt luôn ấy. Ui da, nóng thực sự. Tại vì nó nằm ngay trên cái sa mạc các bạn. Ok, đi xuống thôi. Xuống đây, xuống đây. Mình sẽ đi xuống theo đường này thử. À, không được à. Nó bị lỡ block rồi anh ơi. Đây. Mình đi xuống chỗ này được nè. Ôi thôi xong rồi. Mình giảm thân nhiệt một cái, mình giảm thân nhiệt một cái. À, ok, nó bắt đầu giảm rồi đấy. Ui, nó lên cái hiệu lửa, cái tín hiệu lửa rồi. Có nghĩa là mình đang bị bỏng ấy. Mình phải giảm thân nhiệt chút xíu rồi mình vô đây mình khám phá cái chỗ này có vẻ cũng khá là đẹp này. Xíu nữa đi, một đất nữa thôi. Ô, các bạn ơi, có vẻ là mình cũng đã gọi là mát mát chút xíu rồi. Ok, mình phải nhanh chóng đi xem ở đây có ba đường. Ôi, chết rồi, mình quên mặc cái áo bảo vệ mình nữa. Ở đây có mấy con cái zombie con này. Ok, ôi mấy con này ghê nhờ. Ok, mặc cái áo vô. Ui, nó đánh mình đau lắm các bạn ơi. À, cái tụi này gan nhờ. Ok, vô xử lý nó thôi. Hồi nãy mình thấy có một cái lòng spawn ở đâu đây nè. Đây, chính xác, có một cái lòng spawn các bạn ơi. Phá không tới. Phá không tới luôn. Ok. Mình có một cách hay á, mình giết thế này hoài thì nó không có chết đâu. Mình đẩy nó đi. Đó, mình đẩy nó đi lại cái chỗ kia. Rồi mình đi theo nó là được. Ở đây còn đường nữa này. Nó là một cái mê cung các bạn ơi. Một cái mê cung. Và bây giờ mình sẽ đặt một cái block ở đây nhá. Ok. À, lấy lại cái chỗ này. Lấy lại xuống nước. Mình vô mình phá cái đi rồi mình lấy lại sao. Ok, có hai lòng spawn luôn sao ấy. Một cái này. Ok. Tụi zombie này nó không có. Nó vẫn chưa được đụng được mình. Ui đau vậy mấy anh hai. Đau vậy. Ok, nếu mình bắn qua nước thì sao. Được này. Mày. Ok. Con này nữa. Ok. Rồi. Có vẻ cũng khá kịch tính đấy. Để mình gõ nó cho nó nhanh. Mày. Zombie con. Con zombie baby đâu đây nè. Ok. Mày xong xuôi. Rồi phá chỗ này thôi. Ồ, có một cái lòng spawn thôi mà làm khó mình vậy sao. Ở đây thì nó lại tiếp tục có đường đi này. Mình chắc là sẽ đi theo đường này. Let's go. Đây chỉ là ngõ cục thôi, nó không cho mình rương cái gì hết luôn ấy. Chết rồi, mình cần cây kiếm các bạn ơi. Cây kiếm mới phá được tơ nhện. Chắc là mình sẽ lấy cây sharper nhờ.
Shopper chết rồi, shopper mình cất ở trong cái rương kia rồi. Bây giờ mình đâu còn cái kiếm nào trong người đâu. Thôi xong. Cái này thì nó không có phá được cái tơ nhện các bạn ơi. Dã man vậy. Không lẽ mình chế tạo cái khác ta. Ở đây có những cái đường đi tơ nhện thế này nè. Ok, thôi. Mình đi thử cái đường phía trên bên đây thử xem sao. Bên đây thì cũng có đường nhá. Ok. Và tương đối tối nha. Và đi vào trong đây chúng ta sẽ tiếp tục mò cái đường. Thì mình đang muốn đi lên trên cái chỗ đỉnh kim tự tháp luôn để xem coi nó cho mình cái gì. Còn nếu mà khó đi quá thì mình sẽ bay ra ngoài mình đi đường ở bên ngoài cho nó dễ. Đây cái này phá không được các bạn thấy không? Nó rất là chậm luôn. Có lẽ là mình sẽ cần chế tạo thêm một cái kiếm rồi. Thì bây giờ mình lười lấy ra quá. Với lại kim cương mình cũng còn nhiều các bạn. Nên thôi kệ, cứ chế tạo đi. Một cái kiếm kim cương chăng? Hay là cái kiếm bình thường ta? Để mình thiết nghĩ xem. Chúng ta chắc là sẽ chế tạo thêm. Ở cái này có tác dụng không nhỉ? Cái này này, có thể phá được tơ nhện không? Không luôn, cái này cũng không được luôn các bạn ơi. Vậy thì mình sẽ bỏ cái này ở lại thôi. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ vào đây chắc là lấy hai cái kiếm nhờ. Chắc là cách này thôi. Rồi, ổ lỏng, lấy hai cục kim cương. Rồi, đây chúng ta sẽ có một cái kiếm kim cương. Ok, như thế này thì mình nghĩ cũng sẽ ổn hơn này. Cất cái rìu trên đây đi. Mình cần ném một vài thứ, chắc là khói lưu ly này mình cũng sẽ ném đi luôn đi. Tại vì hiện tại mình cũng không cần cái khói lưu ly cho lắm ấy. Ok, như thế này. Rồi, mình sẽ tiếp tục đi theo đường này để xem coi nó đưa mình tới đâu. Nó có cho mình cái rương này hay không? Thì mình thấy này nó cũng tương đối giống cái kim tự tháp ở gần nhà mình đấy. Nên mình cũng sẽ đi xem thử coi xem sao. Đây. Mày quá, nãy giờ thân nhiệt nó không có tăng nữa các bạn ơi. Cái này không phá được hả? Được này. Qua tiếp được không? Đường này ra bên ngoài luôn. Trời đang buổi tối và mưa. Nên mình không có bị nóng. Hóa ra là như vậy. Hèn chi mình cứ tưởng là mình may mắn chứ. Ai ngờ trời mưa cứu mình một phen. Cái chỗ này mình nhảy lên đi. Để xíu mình còn biết cái đường đi xuống các bạn. Ok. Bên đây vẫn có đường nhá. Ok. Ở đây có gì? Ở đây là đường cùng rồi. Bên đây còn đường nữa này. Các bạn thấy chưa? Càng ngày càng thấy nó giống mê cung rồi đúng không? Đây, ở đây thì nó lại có đường đi xuống. Cái này nó bị lỗi, lỗi block đâu đây rồi. Đi xuống thì xong. Ủa mình bị cái này nó dắt mũi rồi sao ấy. Đi vòng vòng hoài luôn các bạn. Lại có đường. Đùa nhau chăng? Vậy là mình đã đi nhầm rồi. Cái chỗ này toàn là mấy cung thôi. Hay là mình đi lên trên tầng đi. Mình nghĩ là mình sẽ đi lên trên cái chỗ cao nhất luôn. Để xem coi nó có gì trển. Bây giờ mình đi lên lại cái đường mà hồi nãy nó có thể cho mình đi ra bên ngoài ấy. Mình nhớ hồi nãy mình có đào một cái đường mà đi thẳng ra bên ngoài luôn. Hình như chỗ này, ok. Chính xác. Đeo đôi cánh vô. Rồi, cái này cũng không cần đeo đôi cánh lắm đâu. Hiện tại thì ở sa mạc mà trời mưa thì mình có bị lạnh không ta? ok, mình sẽ đào thẳng từ đây xuống coi. Nó có cho mình cái gì hay không? Đó. Không có cái gì luôn. Vậy là mình phải đi theo, mang theo cái đường mê cung của nó. Để mà kiếm đồ rồi. Đó, lâu lâu nó bị lỗi thế này á. Ok, bị kẹp lóc rồi. Ủa, cái đường này. Nhưng mà làm sao để mình đi ra đây? Ok. Khổ thế nhờ. Cuối cùng cũng có một cái đường rồi. Nhưng mà thôi mình sẽ thử đi cái đường này ha. Thử đi cái đường này đi. Đường này mình đã tới bao giờ chưa? Ui. Bên đây thì mà nó đưa mình đi xuống lại rồi. Ok, chúng ta lại tiếp tục cái chặng đường mê cung rồi. Mình nghĩ là cái này cũng chả cho mình cái gì đâu. Rồi, khám phá chắc tới đây thôi. Rồi, chắc là buổi tối hôm nay không có blood moon này. Khá là may mắn. Mình nghĩ là mình cũng sẽ tiếp tục bay bay đi thôi các bạn ơi. Tại vì mình cũng có bộ đồ giữ ấm rồi đấy. Nên trong trời mưa thế này thì mình vẫn có thể bay đi được. Đây, mình có thể, mình cho các bạn xem. Thì đầu tiên mình sẽ vứt mấy cái này đi. Để mình lấy cái chỗ trống cho cái hành trang của mình. Mình sẽ mặc nguyên cái bộ đồ này. Trừ cái áo ra, tại cái áo là mình đeo cánh. Đó. Và như thế này thì chúng ta sẽ có một bộ đồ sưởi ấm cho mình. Thì mình sẽ không bị sợ lạnh nữa. Ok, bây giờ thì mình có lẽ là sẽ tìm đường ra. Và đây. Bây giờ thì bị kẹt rồi. Không đi đường này được. Ai. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục bay về hướng nào ta? Mình sẽ bay về hướng này để mình đi tìm thêm cái căn cứ tiếp theo của chúng ta thôi.
Các bạn ơi, hiện tại thì mình đang ở một cái tòa tháp đây. Ô lộn, một cái tòa thành. Thì cái tòa thành này có vẻ là cũng khá là quen với các bạn đúng không? Tại vì ở những cái tập đầu thì mình cũng đã ở cái tòa thành này rồi. Thì tại sao thì mình lại... Chắc các bạn cũng biết là mình sẽ chọn cái chỗ này làm ở chỗ ở luôn ấy. Tại vì mình bay khá là dài rồi. Hiện tại tọa độ 4.000 mấy trăm rồi này. Nhưng mà... Ồ, tới ngày 62 luôn rồi. Và mình mới tìm thấy được một cái tòa lâu đài như thế này. Thì cái này nó có một cái điểm yếu đó chứ là nó khá là xấu. Nhưng mà cái điểm mạnh của nó chính là nó có những cái hệ thống tầng như thế này nè. Mình có thể gọi là đi lên đi xuống gọi là bắn nhau là những con ký sinh trùng. Với lại là khu vực xung quanh đây thì nó cũng khá ok. Tại hồi nãy mình có bay vài vòng ấy. Và ở đây nó cũng gần gọi là sa mạc. Với lại là nó cũng gần cái tòa tháp bên kia. Nên mình nghĩ là cũng có khá là nhiều thứ để mình có thể gọi là làm trong tập này ấy. Nên mình nghĩ là mình sẽ chọn cái tòa thành này luôn. Đó thì cũng khá hợp lý mà đúng không. Bên đây thì chúng ta có một cái khu rừng nữa nè. Đây nó khá là rộng đúng không. Mình có thể gọi là đi farm thêm gỗ ấy. Ôi nhưng mà ok. Tự nhiên rớt xuống đây. Thì trong cái thời gian mà mình đi gọi là tìm chỗ này ấy, mình bay hư cái đôi cánh kia luôn. Và mình dùng cái đôi cánh này cũng gần hư rồi. Mình đang phòng ngừa cái đôi cánh dơi ở đây này. Đó. Thì có lẽ là ok. Thống nhất nhá. Mình sẽ chọn khu vực này để mà chúng ta làm khu ẩn náu của mình. Đó. Và cái chỗ này thẩm mỹ xấu ấy thì mình sẽ có thể giải quyết được. Tại vì mình sẽ xây dựng nó lại bằng full nát diện thạch luôn. À, hay các bạn thấy chưa? Cái phòng này mà phòng thủ là gọi là perfect luôn ấy. Nên mình nghĩ là cũng khá là hợp lý. Nó chia sẵn ra nhiều phòng cho mình như thế này. Mình sẽ dành từng phòng, ví dụ phòng này mình sẽ dành cho enchant các thứ. Thì mình thấy là cũng tương đối là ổn định ấy. Chỉ có điều là mình sẽ sửa chữa lại cấu trúc cho nó đẹp chút xíu thôi. Không biết là với cái tài nghệ build của mình thì mình có làm được hay không ở đây. Tại vì mình đâu có biết build đâu. Đó, chỗ này thì chúng ta sẽ phá hết những cái tên nhện đi các bạn ơi. Ok, cái giọng mình nó bị khàn rồi. Đây. Có lẽ là phòng này thì chúng ta... Ủa sao nó bị... Sao đây sương khói mờ nhân ảo thế? Trời ơi. Sao đây nó mờ thế các bạn? Có vấn đề gì à? Chắc là do mưa gần hết nên nó bị mờ ấy. Ok. Mình sẽ phá chỗ này luôn. Bên đây thì nó cũng có những cái tầng cho mình nữa. Nói chung là mình có khá là nhiều phòng để mới có thể áp dụng. Đây. Nhưng mà trong đây thì chả cho mình cái gì cả các bạn ơi. Nhưng mà không sao đâu. Rồi. Thì bây giờ mình cần tìm một cái phòng để mà chứa rương. Không biết sao chỗ này sương mù nhiều thế nhờ. Hay chắc là do shader các bạn ơi. Mình sẽ phá những cái chỗ này ha. Đây. Chúng ta có khá là nhiều phòng luôn. Và khá là nhiều tầng để mình có thể làm mọi thứ tùy ích. Còn tùy thích chứ. Còn cái chỗ này ấy, mình dự định là mình sẽ sang bằng lại cho nó bằng lại cái tầng này. Đó, sau đó thì mình sẽ xây dựng một cái hàng rào bằng hắc diện thạch. Tại vì tòa thành này nó cũng không có bự ấy. Nên mình xây dựng nó rất là dễ. Đó, mình nghĩ là mình sẽ gọi là bắt tay xây dựng nhanh thôi. Bây giờ thì cũng gần tối rồi. Nếu mà hôm nay trời tối thì mình nghĩ là mình sẽ sao ta? Sẽ chạy qua tới chỗ khác các bạn ơi. Mình sẽ không ở đây đâu. Nếu không thì tụi nó sẽ phá nát cái tòa thành này mất. Đó, mình chạy chỗ khác. Rồi sáng hôm sau thì mình sẽ quay trở lại. Ui trời đẹp thế. Nó có hiệu ứng nhiễu nước xuống lại cả cả nước này. Cũng cũng hợp lý. Ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ đây, mình sẽ cần lấy cái hàng rào này ra trước. Sau đó chúng ta sẽ cần ở ái ui. Ai da, nó lắc một ít các bạn ơi. Đó, ok. Rồi bây giờ thì mình sẽ đặt lại như thế này. Ok. Chúng ta sẽ ngăn chặn những cái con ký sinh trùng như đây nó bem mình. Nên mình phải cần làm như thế này. Hiện tại thì trời chưa có sáng. Ôi lộn, chưa có tối. Đó, hy vọng là hôm nay không có trăng máu đi. Nếu không là mình phải chống chua chống nhủi nữa. Chỗ này thì nó bị hỏng này. Nên mình sẽ dùng cái hắc diện thạch để lắp trước chỗ này ha. Đấy các bạn thấy không? Trước sau thì mình cũng sẽ biến chỗ này thành tòa thành hắc diện thạch thôi. Ở phía trong thì mình có thể trang trí bằng các loại block khác. Nhưng mà ở ngoài thế này thì mình nên dùng hắc diện thạch thì nó sẽ an toàn hơn. Tuyệt đối luôn. Ok, chỗ này thì mình sẽ cần đập ra này. Tại vì nó bị dư block này. Đó. Đây là một cái tòa thành bỏ hoang. Chúng ta phải sửa chữa lại thì mới dùng được là được các bạn ơi. Thiết nghĩ là mình cũng sắp tới mình cũng sẽ làm cái mái che ở đây luôn. Nên bây giờ thì mình nghĩ là mình có thể để rương ở đây các bạn ơi. Ok. Oh my god. Đồ của mình ở đây nhiều quá. Là mình sẽ vứt nó bớt đi. Ok. Vứt tạm thời thôi. Để mình lấy rương ra mình đặt lại các bạn ơi. Chúng ta có được tầm... mày quá vừa đủ luôn. Đây, mình sẽ sắp xếp cái chỗ này như thế này. Để mà chúng ta đặt rương ra luôn cho nó nhanh. Đây. Ở đây một cái nữa. Rồi, đủ luôn nè. Đó, mình sẽ sắp xếp như thế này. Hiện tại thì mấy cái rương nó vẫn khá là bừa bộn ấy. Nên cứ tạm thời thế này thôi. Ui da. Cái chỗ này nó bị lỗi này, không có ấy được. Ok, thêm một cái đây ha. Rồi, ở đây thì đó, trang trí kiểu này thì cũng không tệ đúng không? Bụp, rồi, tạm thời thì chúng ta sẽ có hệ thống rương ở đây ha. Bây giờ thì mình tiếp tục mình chặn cái chỗ kia lại. Nhặt lại được nè. Ok.
Để bớt đồ vô trong đây đi. Ok, chúng ta cần phải sắp xếp lại. Mình đã có thêm một danh mới là Red vừa vọng mà các bạn ơi. Thì là đáng buồn mà. Ok. Ồ, có một cái đường hầm đi xuống á. Chắc là chỉ là cấu trúc của nó thôi nhỉ, chứ không có vấn đề gì đâu. Ok. Đó. Hợp lý rồi đấy. Bây giờ thì mình sẽ mặc cái bộ giáp này vô. À không, cái bộ này thì nó sẽ giúp mình gọi là chống chọi lấy cái lạnh các bạn ơi. Nên thôi chứ tạm thời thế này ha. Mình sẽ lấy cái sẻng ra. Mình sẽ cần cất một vài thứ vô luôn. Đây, cuối cùng cũng tạnh rồi. Nhưng mà trời gần tạnh có nghĩa là trời đang tối đó các bạn ơi. Tại vì mỗi lần mưa là mỗi lần nó sẽ có blood moon đấy. Mình để ý như vậy. Ồ lộn, mỗi lần blood moon là sẽ có mưa. Ồ quên nữa, mình đặt cái này ra để tượng trưng cho khu vực mới của chúng ta. Nó sẽ gọi là bình an vô sự. Ủa các bạn thấy ngầu không? Khá là ngầu đúng không? Cái sẻng này để mình có thể ra ngoài để mình gọi là nâng cấp lại khu vực này. Ủa cái cúp này của mình gần hư rồi. Khi mà nó hư chắc là mình sẽ dùng Onyx luôn cho nó ok. Rồi. Cần cất một vài món đồ trước khi chúng ta sang bằng. Mình cần phải tập này mình cần phải gọi là ưu tiên xây dựng cái khu vực sao ta? À, nhảy ra. Cái khu vực gọi là hàng rào phòng thủ trước và sau đó thì mình mới gọi là sửa chữa lại cái khu vực này. Ôi trời gần tối rồi các bạn ơi. Hy vọng hôm nay không có lớp mua nhé. Không là mình phải gọi là chống chui chống nhủi đấy. Rồi, mình sẽ xuống cái tầng thấp nhất. Ủa đây có một con này. Chắc là mình dùng cục ai. Thôi xong rồi, không ổn rồi. Mình sẽ cần đi thôi các bạn ơi. Đêm nay chúng ta phải chạy đi thôi. Mình nghĩ là bao nhiêu đây đủ rồi. Thì mình cũng đã có một cái quyết định rồi. Cái tòa tháp nó nằm hướng nào nhờ? Hướng này. Đây. Mình sẽ bay qua bên đây. Ủa cái này là cái gì đây? Wow, mình có thể phòng thủ ở đây nè. Ồ, nói chung khu vực này khá là ổn các bạn ơi. Ở đây còn gì nữa không? Một ngôi nhà. Ở chết rồi, mình đói. No. Bay lại nè. Ok. Và trong cái shader này nó có một cái điều đặc biệt các bạn là chúng ta có thể thấy được cái trăng máu ấy. Mặc dù nó không có gì đặc biệt thiệt, nhưng mà cũng ok. Đây đây đây. Mình đã để ý chỗ này rồi, chỗ này chúng ta phải vô giết cái con zombie rồi mình chiếm chỗ này luôn. Cái này mình có thể làm cái căn cứ của mình luôn cũng được các bạn ơi. Ok, phá cái này đi. Chết mày đi. Đêm nay có lẽ là mình sẽ phòng thủ ở đây. Thiết nghĩ là mình sẽ chọn nơi này làm phòng thủ trong tối nay. Mà các bạn muốn thấy cái trăng máu như thế nào không? Để mình cho các bạn xem hết. Đâu rồi? Đây. Ghê chưa? Chúng sẽ nó nhìn như là một cái hình chữ nhật đó nhờ, nó giống mặt trăng lắm đâu. Ok. Đêm nay thì ôi trên đây có rương, mình quên nữa. Ok, trên đây có một cái rương. Và hãy là chân đốt à. Ở táo vàng có thể lấy được nè. Ok, mình nghĩ là mình sẽ trốn ở dưới tầng này thì nó sẽ hợp lý hơn các bạn ơi. Đêm nay thì mình nghĩ mình sẽ không nên đi farm hay là bất cứ gì đâu. Mình nghĩ mình chỉ nên trốn thôi. Tại vì thôi các bạn thấy chưa, trang máu tụi này xuất hiện nhiều lắm. À quên nữa, thiết nghĩ là mình nên bay xa hơn. Tại vì chỗ này cũng khá là gần nhà đấy, mình không muốn một cái chỗ nhiễm gần nhà mà đâu. Bay xa hơn tới đi. À, chỗ này được rồi nhờ. Thôi mình nghĩ ở đây được rồi các bạn ơi. Bây giờ hết thời gian cho mình rồi. Ơi sao mày ở đây vậy? Ủa có thằng đó nữa. Ok mình nên chạy đi. Ok, mày quá bắn hụt mình rồi. Con kia chắc không xuống đây tìm đâu nhờ. Con skeleton này chắc chắn sẽ bị ký sinh trùng bị giết đó các bạn ơi. Nên thôi, tập thời tối nay mình trốn ở đây rồi sáng hôm sau mình kiểm tra coi có cái bacon ở đây không. Thì mình phá cho nó triệt để nha các bạn. Ủa các bạn ơi, giờ mình mới biết là tình bạn nó thiêng liêng như thế nào các bạn. Đây, khi mà mình đang trốn ký sinh trùng thì các người bạn của mình tới thăm mình đây các bạn. Trời ơi, đông dã man ấy. Đây, đông lắm các bạn ơi. Không biết trên đây gì có con nào nữa. Nhảy lên, hy vọng là không bị băm nhờ. Ok. Quên. Từ. Mình mặc bộ đồ này vô cho nó an toàn cái đã. Ok. Mấy thanh niên này đang làm cái gì khu vực này đây? Căng thẳng quá. Ôi, sét còn đánh nữa cơ. Ôi. Các bạn nhìn kìa. Đông lắm các bạn ơi. Thôi từ từ mấy con này sẽ biến mất rồi. Ok, bây giờ mình sẽ cần bay về cái vị trí lúc đầu của mình để mình tiếp tục xây dựng nhé. Không biết là nó có mọc lên cái bacon không, nhưng mà mình từ tối giờ mình tập trung á thì mình không có nghe cái tiếng pon các bạn ơi. Bình thường thì có cái tiếng pon một cái thì nó mới có cái sinh trùng đó, kiểu như vậy. Hồi lộc mới có cái bacon. Ok, chúng ta tới khu vực này rồi thì giờ mình nghĩ là mình sẽ bắt tay vào xây luôn. Thì mình đã suy nghĩ lại rồi
đó chính là đây, mình sẽ cho các bạn xem. Nếu mà chúng ta xây dựng gọi nó bằng phẳng hết tất cả ấy, thì nó lại không được các bạn, tại vì nó sẽ có những cái đỉnh núi ấy, và cái hàng rào nó sẽ cao hơn cái đỉnh núi sẽ cao hơn hàng rào của mình thì cái sinh trùng sẽ vào được. Nên mình sẽ xây theo cái nền đất luôn nha, ví dụ như thế này. Thì bây giờ mình sẽ đi vào trong nhà để mình lấy thêm hắc hiền thạch cái đó. Bây giờ thì mình phải triển khai nhanh, không tối nay trăng máu nữa thì chúng ta lại rồi mất thêm thời gian nữa. Ok, thì ở đây mình nghĩ là an toàn rồi đúng không, chắc là không có con gì đâu. Mình đi khá là xa nhà rồi. Rồi thì có lẽ là mình sẽ lấy số lượng hắc diện thạch lớn ra để mà xây dựng những cái tầng rào, thì mình sẽ cho nó lớn hơn mặt đất tầm 3 ô. Ok, thì đầu tiên bây giờ mình sẽ cần đi ra bên ngoài cái đó. Hay à, chứ đừng bắt khu kém đấy nhờ. Đã nè. Hay rồi, ok, thì bây giờ mình sẽ xây nó như thế này. Thì cái hàng rào thì mình sẽ cho nó xa nhà chút xíu, tại mình không muốn cái tụi cái dục ký sinh trùng nó phá được nhà mình. Thì mình sẽ cho nó tầm ở ô này đi ha. Ô này được không nhờ? Ô này chăng? Bắt đầu một cái góc từ cái chỗ này thì cũng hợp lý nhờ. Ok, 1, 2, đó. Mình sẽ cho nó thiết nghĩ thì mình thêm 4 ô đi. Đó, thế này thì nó sẽ hợp lý ha. Bộp. Đây như thế này, nó sẽ cách mặt đất như thế này. Đó, nó cách mặt đất là 1, 2, 3 ô. Thì như vậy thì mình gọi là có thể ok không? Và khi mà mình xây tới cái chỗ đất mà nó sẽ gọi là nhô lên một bậc như thế này rồi các bạn. Đây, thì cái chỗ này thì mình sẽ xây lên một cục đơn giản như vậy thôi. Thì mình sẽ xây viền hết cái tòa thành này của mình, và sau đó thì mình sẽ tiếp tục mình đặt cái hàng rào để mà có thể ngăn cản mấy con ký sinh trùng. Sau một thời gian xây dựng tầm khoảng chắc là 15 tới 20 phút ấy, thì mình đã hoàn thiện được một phần như thế này. Đó, thì trong nó sẽ bảo vệ được khu mình cũng gọi là khá khá ổn đó các bạn ơi. À, cái phần đất ở đây thì nó còn hơi xấu này, mình sẽ cải tiến lại thêm. Những chỗ này thì mình lắp lại bằng đá như thế này thì nhìn cho nó ổn ha. Đó, tạm thời thì mình có dự định là mình sẽ gọi là chắc là để hai block như thế này. Hàng rào thì nó xây như thế này sẽ tương đối hơi khó các bạn ơi. Nhưng mà chỉ có cách này thôi. Đó, nó xây tương đối chậm chạp thế này nè. Ôi chết rồi. Chết rồi, chết rồi. mình mới khác các bạn ơi. No. Mình chỉ cần tìm tiêu ít nước uống cái đã. Trời ơi, khu này có nước luôn. À đây rồi. Ui, trong veo tới nhỏ. Trong veo luôn các bạn ơi. Ok, uống nhanh là không là máu sẽ tụt ấy. À đó 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 đó. Đó, ok. Tạm thời uống một cách này đi, tại gấp quá các bạn ơi. À, uống cái con cái sinh trùng này nó hái hoa bắt bướm đó các bạn. À, hàng này được. À, mình nên dùng cái cây này hơn. Ok, mình sẽ vứt cái này đi. À, đằng kia có con này lạ tới nhờ. Con này không biết là nó có ăn xương không nhờ. Nếu mà mình nuôi nó được như chó sói không? À, con này con fox. Con cáo các bạn ơi. Khu này thì cũng gần này. Mình thì mình chưa khám phá xung quanh khu này nó nhiều lắm. Chỉ là tạm thời mình biết ở đây có cái sa mạc thôi. Đó. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành xây dựng tiếp tục để mà tối nay mình có thể gọi là trụ được. Thì mình có một cái ý tưởng khá là đặc biệt các bạn. Ý tưởng đó chính là mình sẽ xây dựng một cái máy farm. Nhưng mà mình sẽ không farm bằng cách mình chém nữa, mình sẽ farm bằng cách mình bắn cung ở trên không bắn xuống. Đó. Cách đó thì mình thấy cũng khá là thú vị các bạn ơi. Đây. Đây, ở đây chúng ta sẽ lắp như thế này. Thì cái phần lắp thế này nó sẽ gọi là siêu mất thời gian luôn cho xem. Nó sẽ mất thời gian lắm luôn ấy. Tại vì nó rất là lâu. Để lắp cái này nó hơi khó đấy, mình cũng chả biết có cách nào để lắp nhanh hơn nữa. Nhưng mà chắc là chỉ có cách này thôi. Hồi sáng mình cởi cái khiên ra đi cho nó trông ổn tí xíu. Đó thì mình xây theo cách này nè. Nhìn thì thẩm mỹ cũng không không tốt cho lắm, nhưng mà mình nghĩ là khi mà hoàn thiện thì nó cũng sẽ đẹp ấy. Đẹp được phần nào các bạn ơi. Đó, mình xong cái phần bảo vệ bên ngoài, chắc là mình sẽ tiếp tục xây dựng cái máy farm luôn. Đó, rồi sau đó thì mình mới tiến hành xây dựng cái tòa thành này thành cái tòa thành hắc diện thạch. Nhưng mà với điều kiện là mình phải còn đi tìm thêm hắc diện thạch khá là nhiều. Thì sắt mình cũng nung khá khá rồi, bây giờ mình sẽ vô mình lấy ít sắt rồi đó. Đây, làm những cái hàng rào. Ok, những cái đường đi này mình phải sửa lại cho nó thẩm mỹ hơn mới được. Nhìn nó hơi xấu các bạn ơi. Sentry này thì mình không có dám đặt ra, mình đặt ra là xác định là nó cũng sẽ biến thành ký sinh trùng thôi à. Nên đặt ra cũng vô dụng thôi các bạn ơi. À, chúng ta còn còn rất là nhiều sắt này. Mình đi mai được rất là nhiều sắt luôn. Bây giờ vẫn còn này. Ok. Đây thì mình lấy số lượng này ra và mình đặt lại những số lượng này cho nó nung lên là ổn áp liền. Đấy các bạn thấy chưa? Mình hiện tại còn mấy stack sắt nữa để dùng cơ. Nên cũng khá là ổn ấy. Rồi, bây giờ tiếp tục thì mình sẽ đổi cái này ra thành cái hàng rào sắt. Đó. Trong cái này khá là ổn nha. À, mình đang có một ý tưởng nho nhỏ các bạn ơi, đó chính là mình chỉ làm cái hàng rào 2 tầng như thế này thôi. Còn lại thì mình sẽ làm thêm một tầng. Còn lại thì mình làm bằng hắc diện thạch hết ở phía trên thì nó sẽ tiết kiệm hàng rào hơn. Đó. Nhưng mà nó lại cần hắc diện thạch hơn.
Thì mình thấy như vậy thì nó cũng thẩm mỹ hơn phần lớn các bạn. Đây như thế này nè. Đó, trên đây thì mình cho thêm một lớp cũng được, cũng không vấn đề. Một lớp hàng rào cũng ok các bạn ơi. Đó, mình sẽ xây dựng kiểu như thế này. Hy vọng là tối nay không có trăng máu tiếp. Tối hôm qua thì nó không có trăng máu nên mình may mắn gọi là mình xây dựng được các bạn. Nó không là cũng hơi toang cho mình đấy. Mình dự định mình xây xong hết luôn mình mới quay cho các bạn xem. Nhưng mà như vậy thì nó không còn hay ho nữa. Ây da, nhảy vô cũng bị kẹt nữa à. Nên mình nghĩ là mình sẽ cần quay luôn các bạn xem luôn cái phần mà mình sẽ gọi là xây dựng cái khu vực này luôn. Vì vậy thì nó sẽ hợp lý hơn. Ok. Đó, tại vì chúng ta đang chơi cái này gọi là pro play à. Không phải. Cái này chơi nhập vai mà chúng ta phải gọi là quay sinh tồn nên mình phải quay lại hết tất cả những việc mình làm luôn thì nó mới hợp lý đúng không các bạn? Quá là hợp lý luôn. Ok. Nhanh nào, hoặc là những người bạn cái sinh trùng của mình tới nó hỏi thăm mình nữa, mình khổ các bạn ơi. Đó, sắp tới thì mình phá lên mấy cái lớp ở ngoài ra khá khá đi để nó bảo vệ khu mình cho nó tối đa xíu. Chứ khu mình hiện tại là nó hơi toang. Đây. Đó, xây dựng như thế này. À, mình nghĩ như thế này lâu ấy. Mình sẽ cần làm cái lớp hắc diện thạch ở trên trước. Thì như vậy thì mình xây dựng cái lớp hàng rào nó nhanh hơn các bạn ơi. Đúng rồi. Mình hơi kém nhờ. Ok. Mà xây dựng mình phải xây dựng từ trên cao xuống cơ. Nó mới dễ. Rồi từ chỗ này nè. Hắc diện thạch. Ủa, mình gần hết rồi á. Không biết trong nhà còn không ta? Đừng nói hết nha anh hai. Không vui đâu. Mình nhớ là mình lấy rất là nhiều luôn ấy. Mình đi ngang cái hồ lava nào là mình cũng gom hắc diện thạch về luôn các bạn. Đó. Red chăm chỉ như thế này cơ mà. Ok. Đó. Đặt nốt chỗ này. Sắp tới thì mình vẫn còn rất là nhiều nguyên loại, nguyên liệu để mà làm cái bảo tàng nữa các bạn ơi. Đó. Nên nó sẽ tương đối là không có dễ dàng cho mình lắm đâu. Đây, trời gần tối nè, không biết là tối nay có lướt mua không. Nếu mà có thì không biết mình phòng thủ kịp không ta, tại vì mình chưa xây xong nữa. Đó. Có lẽ nếu mà có thì tối nay mình cũng sẽ chạy thôi. Thì mình chưa có xây xong mà. Xây từ chỗ cao xuống à, từ chỗ này. Ok. Như thế này. Đó, mình sẽ xây theo cái viền này để sẽ ổn áp hơn. Đây, bên đây thì mình cũng sẽ xây từ chỗ cao xuống. Nhưng mà hiện tại thì mình hết thắc diện thạch rồi. No, đừng có giỡn vậy chứ. Loot moon. Mình nghĩ là mình còn một stack này. Just one. Đây. Mày quá, đây còn nhiều các bạn ơi. Mà đêm nay trăng máu rồi, mình nghĩ là mình sẽ không phòng thủ nổi đâu. Chắc là đêm nay chúng ta phải tiếp tục chạy thôi. Tại vì mình sợ là nó phá hư cái khu này mất. Ok. Lại một đêm chạy rồi, mới yên bình được một đêm thì gặp trăng máu tiếp rồi các bạn ơi. Chắc là mình tới chỗ nãy nữa quá. Chắc là nó sẽ không an toàn bằng chỗ này đâu hết. Mình không biết tới đây. Tới đây đi. Mình nghĩ là ở đây nó ok nè. Oh, trăng máu là có mưa đúng không? Xong rồi, tiếng nước này, tiếng nước các bạn. Thì mình sẽ làm cái thể hống hàng rào để mình có thể phòng thủ mấy con cái sinh trùng ở đây luôn ha. Ok, mình nghĩ là chỗ này sau này mình sẽ làm cái chỗ ẩn náu tạm thời của mình. Ok. Nhanh nào, come on. Không biết kịp hay không nữa. Đây, như thế này. Nó tối thui luôn. Các bạn thấy nó tối chưa? Oh my god, không kịp rồi các bạn ơi. Không kịp rồi, tối nay chúng ta phải lên đỉnh tòa tháp này núp ở trên đây đi. Ok, mình nghĩ cũng hợp lý. Quên nữa, chắc là trong series này mình cũng sẽ cố thử đi vào thế giới Between Land luôn nha các bạn. Thì chắc là có nhiều bạn chưa biết thế giới này. Thì thế giới này nó rất đặc biệt. Nên từ từ các bạn biết. Ok. Bây giờ thì mình xây một cái chỗ nhỏ nhỏ thôi. Mình có thể ở là được rồi. Tại vì mình có cái bộ đồ giảm. Thôi xong. Mình để vừa đỡ đó ở nhà rồi. Mấy khách mình bị scare rồi. Oh my god. Đừng giỡn vậy chứ anh hai. Oh my god, trăng máu ghê quá. Phá trong này đi. Tiếp tục mình sẽ xây block ở đây. Mình nghĩ nên. Oh my god, thôi xong rồi, mình đã bị mấy con này phá đám rồi. Có một cái hầm mai các bạn, mình có thể farm thêm đồ ở đây ấy. Tuyệt nhờ. Ok. Thôi thì tới chỗ này tiếp thôi. Chỗ này nó hơn. No. Ủa mày quá, mình kịp các bạn ơi. Ôi. Đáp xuống dưới là mấy người bạn mình á. Ồ, đông dữ kìa. Chú. Đêm nay sẽ lạnh đây. Chú vô. Ok. Cuối cùng thì mình lại trở về cái chỗ này rồi. Mà công nhận là trăng máu nhìn trăng cũng khá là đẹp ấy. Nhưng mà cái nào càng đẹp thì càng nguy hiểm đó các bạn ơi. Trời sắp sáng các bạn ơi. Không chờ từng phút. Tối mình lạnh quá nên mình phải dùng cách này nè. Quên đem đồ các bạn ơi. Đó là cái giá phải trả đấy. Quá là khổ sở nè. Ok, ném cái này xuống dưới đi ha.
Mấy anh hai ạ? Ông ngoại chắc là đông vui lắm. Ôi có đông lắm các bạn ơi. Và trăng máu xuống thì mặt trời sẽ lên, mọi thứ sẽ mịt mù như thế này nè. Và từ từ ấy thì nó sẽ rõ lại dần. Các bạn nhìn kìa, ghê quá đi ấy. Cái này ra. Ok, chắc là mình phải đi ngay các bạn ơi, không nên ở lại đây thêm nữa đâu. Bay thôi nào, mình sẽ bay thêm một vòng các bạn xem nhé. Khu này để xem có cái bacon ở đây không. À chắc là mình gặp thanh niên này nữa. Ok, đường nào về nhà vậy? Chết rồi, nó mịt mù quá, mình chả thấy cái gì cả. À, mình nghĩ là đường này. Mình nghĩ là đường này về nhà, chính xác rồi. Đó, thế là mình đã thoát được. Lần sau thì mình nghĩ là mình sẽ trốn ở khu vực này nó ok hơn các bạn ơi. Khu vực này nè. Đó, bây giờ thì về tiếp tục để mình xây dựng cái khu vực này cho nó ok một tí. Đây. Rồi, tiếp tục xây dựng thôi các bạn ơi. Lần trước thì mình xây tới đây đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ xây nhanh, thiệt là nhanh luôn. Sử dụng cái kỹ năng tốc độ khi build của mình. Mặc dù tụi mình không biết build ấy, nhưng mà mình có thể làm được. Ok, như thế này đúng không? Đây. Và đây. Ở đây một cái nữa. Rồi, bây giờ phần còn lại của mình ấy, thì mình chỉ cần lắp cái hàng rào này vào là xong thôi các bạn. Khi mà nó có một cái lớp như thế này ấy, thì nó lắp vào rất là nhanh này. Các bạn thấy không? Còn bình thường thì mình lắp từng cái thì nó lâu quá. Nên mình nghĩ cách này là cái cách hay nhất, mà nó cũng thẩm mỹ một tí nữa. Nên ok, mình sẽ dùng cách này. Rồi, ở đây thì nó có một ít này. Mặc dù thì mình vẫn xây sai khá là nhiều ấy, nhưng thôi cố thôi các bạn ơi. Mình sẽ hoàn thiện nó thiệt là nhanh nào. Ok, công nhận là thấy ánh sáng là mừng thiệt sự luôn ấy. Rồi, mình xong một cái phần ở đây ha. Hình như vậy là mình có thể gọi là ngăn chặn tụi này bước vào nhà rồi sao ấy. Nhưng mà để an toàn hơn nữa thì mình sẽ gọi là xây thêm một cái tầng ở trên nữa là xong. Đó, có phần còn lại thì mình sẽ cần thêm nguyên liệu cơ. Rồi, bây giờ thì xong phần này ấy, mình phải khẩn trương nhanh cái phần xây dựng này để làm gì các bạn. Mình xây dựng một cái chỗ farm cái đó. Bên đây rất cần cái cây lưỡi hái rồi, nên mình không có gọi là muốn chờ đợi thêm nữa đâu. Ok, nè, như đây là xong nè. Các bạn thấy nhàn chưa? Đó, bum. Rồi, tức là mình xong cái phần phía dưới nha. Phát diện thạch thôi, quên nữa. Mình còn phải lắp cái này nữa. Rồi, như vậy. Đó, như thế này thì nó phải bảo vệ mình gọi là khỏi những mấy cái con nhỏ kia. Mình sẽ không có farm mấy con này ở cái độ cao, farm bằng cái vũ khí cận chiến đâu. Mình sẽ farm bằng cung thôi. Farm bằng vũ khí cận chiến thì nó hơi tan cho mình đấy. Chắc là series này mình sẽ dùng cung nhiều. Còn lưỡi hái thì phòng ngừa khi mà mấy con kia nó tấn công mình bất chợt quá. Ok, đó. Mình coi như là ổn định cái phần thần này nha các bạn. Phần này thì cửa sau này. Đây. Ở đây thì mình có ý định là mình xây thêm một cái chỗ cái chỗ này hơi sai. Xây thêm một cái tầng nữa, nó sẽ trông như thế này. Thì có lẽ là phần này thì mình tu nhanh đi, tại vì mình cũng xây xong cái phần phía dưới rồi. Và cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thiện được rồi. Đây các bạn ơi, mình sẽ thêm một cái tầng hắc diện thạch phía trên và một cái lớp hàng rào như thế này nữa. Rồi, còn cái phần còn lại tất cả thì mình sẽ lớp bằng hắc diện thạch hết nha các bạn. Đây, thì sẽ trông như thế này. Thì giờ mình nghĩ là mình có thể gọi là an toàn với lại cụi ký sinh trùng rồi đấy. Nhưng mà bây giờ thì mình sắp tới thì mình sẽ làm thêm cái hệ thống để mà giết tụi nó bằng lava đấy, mình nghĩ như vậy. Để mà có thể tiêu diệt được tụi nó chỗ này. Chỗ này thì nó sẽ gọi là đảm bảo an toàn cho mình. Còn cái chỗ farm ký sinh trùng ấy thì mình sẽ chắc là phải tìm chỗ khác rồi. Hiện tại thì mình còn một ít hắc diện thạch này. Có lẽ là mình sẽ cần bay tìm một cái chỗ nào đó để mình làm cái máy farm cái đó. Máy farm này thì cơ chế hoạt động của nó là mình sẽ ở trên cao mình bắn cung xuống thôi. Ở dưới thì mình đặt những cái hopper. Thì như vậy thì mình sẽ giết được những con ký sinh trùng này. Thì mình thấy cái cách bắn cung là cái cách tiện nhất ấy. Nên mình sẽ cần một cái góc cột. Nói chung là mình sẽ làm nó đơn giản thôi. Và mình muốn làm cái máy farm nó xa xa nhà chút xíu các bạn ơi. Tại vì nếu mà nó ở gần nhà mình quá ấy, thì nó sẽ mọc mấy cái bacon. Nó đơn giản như vậy thôi. Mấy cái hopper đâu ấy nhờ. Chắc là mình sẽ cất ở trong một trong hai cái ba lô này của mình. Đây. Hopper. Mình cần hopper với lại rương thôi. Hiện tại thì đây chúng ta có 9 cái nè. Có lẽ 9 cái này thì mình có thể dùng được ấy. Ok. 9 cái thì nó hơi ít nhờ. Chắc là mình sẽ làm thêm nhiều chút xíu để mà mình farm cho ở cái diện rộng luôn. Ok. Mình thấy cũng hợp lý. Để mình làm thêm tầm bao nhiêu cái đây. Lần trước thì mình có bao nhiêu cái rương. Ủa, không biết tối nay có blood moon không nhờ. Hả? Rương đâu? Đây, mình còn hai cái rương. Hai cái rương này thì chắc là mình sẽ dùng để mà sao ta? Đây, ở đây còn rương nữa. Để mà lấy đồ từ mấy con cái sinh trùng thôi. Hiện tại thì mình nghĩ tối nay mình có thể trụ được ở đây á các bạn ơi.
Nếu mà không có trăng máu nha, có trăng máu thì mình tính 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 cái cách khác. Ừ, ok. Tạm thời thì nói chung là có một hàng rào phòng thủ thế này thì mình nghĩ an toàn rồi. À quên nữa, quên, có hàng rào phòng thủ chúng ta phải có gọi là đuốc nữa. Mình sẽ đặt đuốc ở những trên chỗ này, tại vì shader này nó rất là tối các bạn ơi. Điểm yếu của nó là nó hơi tối luôn. Ê, ủa đêm nay không có trăng máu. May quá chúng ta đã đạt vào 25% rồi. Đó. Ok. Rồi, chỗ này thì mình đặt cho nó sáng nha. Lúc mới vừa tối thì nó sẽ tối thui à. Nhưng từ từ thì nó sẽ sáng lên đó các bạn. Đó các bạn cứ yên tâm. Ok. Rồi, mình đặt như thế này. Tạm thời mình phòng ngừa mấy con ký sinh trùng thôi. Tại mình biết là trăng máu thì tụi nó mới spawn nhiều. Nên ta cứ đặt như thế này cũng được. Ok. Rồi. Tạm thời thì đây sẽ là căn cứ của mình. Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ chế tạo thêm một ít dụng cụ để mình có thể farm mấy tụi ký sinh trùng cái đó. Không biết là mình có thể chắc là mình sẽ làm một cái farm tại nhà và một cái máy farm ở xa xa. Mình vẫn chưa phân biệt rõ được nữa. Rồi, bây giờ thì mình sẽ lấy thêm ít sắt ra. Mình chế tạo tầm bao nhiêu nữa nhờ? Mình muốn cho nó nhiều nhiều cái sinh trùng bu xung quanh chút xíu để mình tính toán thử xem nha các bạn. Ở đây thì ở trung tâm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chúng ta sẽ có 8 block. Chính xác. 8 block. Vậy thì mình sẽ cần bao nhiêu cái hopper đây? Nhiều nhiều ấy, thôi cứ làm đã đi. Mình lười tính quá, hư cái não luôn. Ok, để xem. Chúng ta được 23 cái hopper nữa. Hay là mình làm một cái máy farm diện rộng luôn nhờ. Để farm cho nó đã. Cả đi. Hiện tại mình không cần nhiều hàng rào, nên mình sẽ hy sinh lấy 23 cái hopper ha. Bây giờ buổi tối thì không biết đi ra ngoài làm máy farm được không. Tối nay thì mình muốn đi farm thêm chút xíu. Thiết nghĩ thì mình nên lấy cái bộ đồ để mà nó sưởi ấm cho cơ thể của mình. Thì nó ok không? Lấy cái này đi. Nó cũng sẽ tương đối nguy hiểm cho mình đây. Rồi không sao. Chúng ta sẽ đi xây dựng máy farm. Không biết mình còn sắt không nhờ. Đấy còn này. Mình sẽ lấy thêm ít sắt theo ha. Ok. Để cái đống này ở nhà đi. Lấy thêm ít sắt theo trong người. Ok, chúng ta sẽ có một stack nữa. Rồi. Ở đây mình nung lên đi. Đêm nay thì mình sẽ có một đêm dạo chơi bên ngoài đi. Tại vì đêm nay thì mình nghĩ là ok đây. Để không có trăng máu rồi. Thì mình là vua. Đúng không? Ôi xin không trúng quá vậy. Xin lỗi. À, xin lỗi mà. Ủa, phải đó mình né skill đỉnh không các bạn? Ok, chết rồi đấy. Tại vì mình mạnh lắm các bạn ơi. Đây, đây chúng ta sẽ farm thêm được ít ít sắt này. Bay thêm vài vòng nữa xem sao. Để xem coi tổng quát thì khu vực của mình trông ổn không? Khá là ổn đấy. Ok. Thì mình nghĩ là mình sẽ chọn khu vực máy farm ở đây đi. Cũng gần nhà phết nha. Nói chung là khi nó có bacon thì mình phải tiêu diệt nó thôi. Mấy anh hai này thì cái mọt nhá, không con nào đụng được mình đâu. Mình có cây cung này rồi, nó khá là mạnh các bạn ơi. Để xem coi chúng ta có nên farm ở giữa biển hay không. Tại vì ở đây thì tụi nó khó lại gần nên cũng không có farm được. Khá là đáng lo ngại nhờ. Không chừng nào qua tới giai đoạn 5 nữa. Mình không biết là hiện tại số điểm đạt được bao nhiêu rồi. Nếu đủ số điểm thì nó sẽ xuất hiện qua giai đoạn 5 ấy. Nên nó cũng hơi căng chút xíu. Để xem coi, chắc là trong tối nay thì mình xây dựng một cái máy farm ở đây luôn ha. Thì mình cần một cái địa hình nó tương đối bằng phẳng chút xíu. Để mà xây dựng cho tụi nó đi lại cho nó dễ. Ủa đây có một cái giếng này. Chắc là mình sẽ trũng lại khu vực này để xây dựng máy farm thì nó cũng ok ấy. Rồi, thì để mà xây dựng máy farm thì mình sẽ xây dựng một cái trụ, cái cột cao như lên như thế này. Thì á, nhiệm vụ của mình là mình sẽ đứng trên cột cao này mình bắn xuống thôi. Chắc là tầm bao nhiêu đây đủ rồi đó. Ok. Thì tiếp theo, để mà nhìn thấy ở dưới chúng ta sẽ cần hàng rào sắt. Nói chung là để nhìn thấy phía dưới cũng khó nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ cần xây dựng một cái hệ thống ở phía trên. Ok. Như thế này. 1, 2, 3. Sao nữa ta? Nhìn hơi khó cho mình rồi. Tại vì mình cần cái chỗ mình nhìn xuống để mình bắn mấy con cái sinh trùng ấy. Mình có cách rồi. Ok. Chắc là chúng ta phải dùng kính các bạn. Mình nghĩ là dùng kính để hợp lý hơn. Ok. Chỗ này thì mình tạm thời xây bằng hắc diệp thạch ha. Ủa sao hôm nay sáng sáng trưng xinh xinh thế nhờ. Ok. Rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ xây dựng cho nó rộng rộng ra. Cái chỗ này mình đứng muốn đứng rộng rộng chút xíu. Mình muốn cho nó là như đây được không ta? 3x3 thì các bạn nghĩ sao? 3x3 thì nó hơi ít đúng không? 3x3 hơi ít. Mình sẽ thêm nó như thế này. Và bụp bụp bụp. Rồi, chỗ này thì mình nghĩ mình sẽ phá hai cái cục hắc diệp thạch này ra nữa là ok. Rồi, phần này sắp tới thì mình sẽ thay bằng kính thôi để nhìn tụi ký sinh trùng cho nó dễ các bạn.
Có vẻ cũng sáng sáng nhờ, không biết là có thể đi sang người hành tinh được không ta? Rồi, chỗ này thì đơn giản thôi, mình xây lên 3 ô đi, để cho nó an toàn cho mình chút xíu. À, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ờ, chắc như thế này được rồi. Đó, xung quanh mình ấy, thì bây giờ mình sẽ gọi là mình lắp bằng cái hàng rào sắt là được. Đó, là mình có thể đứng, gọi là đứng dưới đây á, đứng đây rồi mình bắn xuống là được rồi. Ok nhờ. À, bây giờ thì mình sẽ đặt một cái bàn chế tạo ra. Ôi, thôi xong. Quên đem theo. Ô, đây có hàng rào sắt này, không cần không cần bàn chế tạo nữa. Rồi, sắp tới thì mình chỉ cần như vậy thôi các bạn. Rồi, mình cần một cái chỗ để mình có thể bay vô nữa, nên mình nghĩ là mình sẽ làm những cái cửa sập ở trên đầu của mình thì mình sẽ thấy ổn định hơn ấy. Ok, rồi bây giờ thì mình sẽ phá cái chỗ này đi. Ok, bây giờ mình sẽ phá ba cái ô này ha, để mà mình có thể nhìn xuống dưới dễ hơn. Mình bắn mấy con ký sinh trùng. Đó, chắc là mình sẽ đứng như thế này luôn cũng được đó các bạn ơi, không nhất thiết là mình phải phải đặt kính đâu. Đó, đứng như thế này mình bắn cũng được mà, cũng đâu có tệ lắm đâu. Mình chỉ cần xây một cái cửa sập thôi là được. Nói chung chúng ta cần cửa sập chính xác. Rồi bây giờ mình phá những cái này xong ha, rồi chúng ta sẽ đi lấy gỗ làm cửa sập thôi. Mình có cây gỗ Onyx này cũng chất lượng cao đó các bạn ơi, hàng Việt Nam chất lượng cao đấy. Nên ném cái nào đi bây giờ ta? Có một cây đuốc à, một cây đuốc chắc là mình sẽ cắm cắm đại trên đó đi. Ok, lên trên đây để mình cắm trên đây một cây đuốc đi. Ơi, đây cắm đèn cái đó, thế này cho nó sáng sáng. Ok, thiết nghĩ bây giờ chúng ta sẽ đi tìm gỗ thôi. Ok, let's go, đi xem coi mình sẽ cần loại gỗ nào. Nói chung ở đây mấy cái cây này nó nhỏ xíu à, mình cũng khó ấy. Buổi tối nhiều sương mù quá các bạn ơi, chắc là gần sáng rồi nó nhiều sương mù ấy. Bay vài vòng xem coi mình có thể lấy gỗ nào. Có thể làm gỗ bạch dương đại đi nhờ. Ok, đây nhìn nó khá là giống gỗ bạch dương, nên mình gọi nó là gỗ bạch dương nhé. Đây thì mình sẽ chắc là các bạn sẽ thấy nó tối lắm đúng không? Nhưng thôi các bạn thông cảm với mình, tại vì mình quên đem theo đuốc rồi. Nhưng mình có thể làm ha. Cho nên mình lú lú thế nào ấy. Chắc là lỡ làm nhiều quá. Lỡ làm nhiều quá các bạn ơi, cất bớt vô đây tắt máy đi. Rồi. Ok, như thế này, chúng ta sẽ đi lấy thêm gỗ. Đây, ở đây mình có hai gỗ thôi. Có nghĩa là mình sẽ farm tương đối nhiều ấy. Ui da, mấy con này bây giờ xuất hiện nhiều thế. Ok, giết nó đi. One hit là chết một con rồi. Wow, ở đây có thỏ nữa này. Không biết là ở sa mạc thì mình có gặp mấy cái thanh niên ngoài hành tinh không nữa. Cũng hơi đáng sợ chút xíu nhưng mà thôi không sao đâu. Bây giờ gỗ nào chắc cũng được nhờ, thôi cậy cứ lấy hết tất cả là gỗ đi. Ở nhà mình có gỗ rồi nhưng mà thôi, về nhà thì nó cũng hơi mất thời gian, nhưng mà lấy thế này cho nó tiện. Chúng ta có được thêm hai gỗ nữa là 4. Theo mình nhớ là cửa sập ở đây thì nó làm đơn giản hơn ở cái series trước. Ở cái phiên bản sau chứ, mình lộn. Đó, mấy phiên bản ở 1.16 hoặc các thứ ấy, thì làm cửa sập nó công thức nó hơi tốn gỗ. Còn phiên bản 1.12.2 hiện tại thì nó không có tốn lắm. Ok, mình có được 3 và và 2. Trời ơi, tiệm cái này chắc hết thanh xuân của mình luôn quá. Đủ không ta? Mình cần cũng khá khá cửa sập ấy. 4 cái là mình được hai cái cửa sập này. Mà mình hiện tại đang cần bao nhiêu ta? 17 cái cửa sập. Theo mình tính toán là chúng ta cần 17 cái. Để coi mình tính đúng không nha. Cái khu vực này đúng không? Mình sẽ bay tới đây. Ở đây thì mình sẽ hơi khó bám chút xíu ấy. Đây, như thế này nè. Đó, nó hơi khó bám chút xíu. Rồi, thì bây giờ quên nữa. Mình cần phải đây, một cửa sập như thế này đúng không? À không, đây công thức bàn chế tạo mà. Cái hai này lại với nhau. Bàn chế tạo cho mình đặt một ô đi. Mình sẽ dành một ô để làm bàn chế tạo. Rồi, sau đó chúng ta sẽ xem coi được bao nhiêu cửa sập nhá. Ở đây thì mình sẽ làm cái này đúng không? Ấy, chúng ta được 6 cửa sập. Ủa, cái này đẹp quá vậy. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đúng rồi, 17 các bạn ơi. Ủa, 15, mình nhầm. Rồi, thần đồng toán học cái này là chết rồi. Ok, phần còn lại cho mình dùng cái này đi. Cũng được. Rồi, cái này thì mình có thể bay bay vào bằng đường này các bạn ơi. Đó, mình có thể bay vào bằng đường này. Rồi, ở đây thì mình sẽ bật cái này ra và mình sẽ bắn cái tụi cái sinh trùng ở cái hướng này. Các bạn thấy hợp lý không? Mình còn một cách hay hơn nữa. Mình phá cái chỗ này ra. Sau đó mình sẽ... Chắc là mình bị dư đồ rồi. Bỏ cái này đi. Mình lấy lại cái bàn chế tạo này. Đó, rồi mình đặt cái bàn chế tạo ở đây. Là hợp lý luôn. Rồi, như vậy chúng ta sẽ xây cửa sập ở đây nữa. Là có thể là hoàn thiện tất cả rồi. Nhưng mà thế này thì nó hơi mất hoàn mỹ ấy. Rồi, nó rớt xuống dưới rồi.
Thì mình cần cái cửa sập thế này cho nó đồng đều chút xíu. Trên đây thì thôi kệ đi, ở dưới đây thì đồng đều cho nó đẹp. Ủa mà công nhận cái cửa sập này đẹp quá các bạn ơi, quá đẹp luôn ấy. Oh my god. Ok, coi như là phần này mình xong nhá. Chúng ta sẽ bay lên trên đây rồi farm sau. Bắt đầu ở dưới đây thì mình sẽ xây, mình gõ cái thằng này cái đã. Ok, chúng ta sẽ xây những cái hopper. Ok, mình xây những cái hopper và để nó hút đồ ha. Đầu tiên thì mình cần tìm cái vị trí đặt cái rương cái đã. Mình sợ mấy con này nó phá được cái rương của mình ấy. Cũng hơi quan ngại chút xíu. Mình có cách. Mình sẽ xây rương dưới lòng đất đi. Ok, xây một cái rương dưới lòng đất thì hợp lý hơn ấy. Mình cần suy nghĩ chút xíu các bạn ơi, nó hơi khó. Ok, mình sẽ xây gần đây ha. Mình tạm thời cho cái hopper nó rộng bao nhiêu đây thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đặt hai cái rương ở dưới đây nè, một hai, và hopper nó sẽ hướng xuống cái rương này. Ok, tạm thời như vậy đi. Một hai, đó nó sẽ hướng xuống đây, có thể mở được đúng không? Cái này mình sẽ phá cái này ra mới có thể mở được cái rương này. Ok, good job. Rương này sẽ là rương mà chúng ta nhận đồ, thì mình sẽ làm cho nó nhân ba như thế này đi. Ok, thêm nữa. Ủa, như vậy là mình sẽ tốn rất là nhiều hopper luôn đó các bạn ơi, siêu nhiều. Ok, ba ô đó, nhiều chưa, rất là nhiều luôn các bạn đó. Như vậy là mình không có đủ rồi nè, vậy là chúng ta phải cần lấy thêm thì mới có thể làm được. Đây đó, rất là nhiều hopper và mình muốn đứng từ trên kia mình bắn xuống, nên thôi kệ đi, mình sẽ đầu tư cho cái máy farm này nhiều nhiều chút xíu. Để xem còn thiếu bao nhiêu này. Ở đây chúng ta sẽ thiếu 6 7, đây là 8 9 10, và ở đây chúng ta tầm thiếu tầm 20 mấy ấy. Bây giờ bay về cái căn cứ của mình để mình lấy thêm sắt thôi. Bây giờ thì mình không có cần nhiều sắt để làm hàng rào cho lắm, mình chỉ cần nhiều hắc diện thạch thôi, nên thôi bây giờ mình có thể tận dụng số lượng sắt dư còn lại của mình. Để xem coi, 26. Thôi xong rồi, mình gần hết rồi các bạn ơi, mình gần hết sắt rồi, no way. Có lẽ là mình sẽ dành thêm thời gian đi mai thêm. Rồi, để xem coi số lượng gỗ mà mình còn dư lần trước cái đã. Mình cần làm thêm mấy cái rương. Đấy, đỡ cái này ra hết đi. Chúng ta sẽ làm hết tất cả thành rương. Đây, công nhận là rất bừa bộn thiệt các bạn ơi, siêu bừa bộn. Rồi, để xem coi mình làm được bao nhiêu hopper nhá. 31, mình lấy hết luôn nha các bạn. Tại vì bây giờ mình cũng muốn gọi là làm thêm máy farm ở nhà đấy, nên thôi thì mình cứ lấy hết đi, rồi mình giải quyết cái máy farm ở nhà sau. Còn sắt thì bây giờ hết rồi đấy, bắt buộc chúng ta phải đi tìm thêm sắt. Ok, let's go. Chúng ta sẽ bay qua bên cái máy farm này. Nhìn nó nhỏ nhỏ thế này nhưng mà mình nghĩ là nó cũng sẽ tiềm năng đó các bạn ơi. Khi mà đem trong máu thì mình sẽ tích cực farm ở đây là ok. Thì nó sẽ hút được cái rương này là được chứ gì. Rồi, đủ chứ nhờ, chưa đủ nữa nè. Bây giờ mình cứ cho đặt thoải mái thôi, kiểu nào thì cũng về cái rương chủ à, nên các bạn đừng lo ha. Ok, đó, hình như là đủ luôn sao á. Không, dư 6. Đây, đó, cái này chúng ta sẽ có một cái máy farm. Thì khi nào mà mình gọi là mình, đây, mình sẽ đặt đất ở đây đi, chỗ này đúng không? Khi nào mà mình cần lấy rương thì mình sẽ mở ra, mình không, mình sợ mấy con này nó phá của mình lắm. Ok, đó, chúng ta sẽ có phần hopper này, thì mình đứng dưới đó mình bắn cung vô cái đầu tụi nó là ok ha. Bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ cần, mình nên đặt slab trên đây nhờ. Chắc là mình nên đặt slab trên đây, hay là mình đặt mấy cái len ta. Mấy cái len thì tụi này nó dễ phá quá, chắc là mình sẽ đặt slab đi. Ok, đây thì mình sẽ lấy thêm ít đất để mình sang bằng chỗ này lại cho nó ok cái đó. Để xem coi, xong phần này thì mình đi khám phá xung quanh chút xíu nha các bạn. Tại vì mình chưa biết ở gần nhà mình nó như thế nào. Giờ mình xem tọa độ khu này, lát mình quên đường cái đó. Ngày 66 rồi đấy. 4349 trừ 394. Ok, nhớ tọa độ rồi nhá. Rồi, như thế này. Nếu mà mình không đặt thì, nếu mà mình đặt slab lên á, tụi này nó sẽ không có lên được. Nên bắt buộc mình phải đặt thêm block như thế này. Cần lấy thêm rồi. Lấy thêm tầm mấy chục đất nữa mới đủ ấy. Ok. Ở đây thì cũng có một cái giếng nước này, và có những cái hang này. Tại mình qua khu vực khác rồi, bây giờ nhiều hang để mà farm sắt lắm các bạn ơi. Tha hồ farm luôn. Ok. Nhanh chóng giải quyết cái đống này nhanh các bạn ơi. Nhìn mấy con này nó hơi ghê ấy, nhưng mà nó cũng không có ảnh hưởng mình nhiều cho lắm các bạn.
Ok, mình sẽ xây tầm như thế này thôi là được rồi ấy. Đó, miễn sao tụi này có thể bước lên trên đây thôi. Chứ mình cũng không cần là phải lắp hết khu này đâu. Mình nếu có thể lắp thì cũng muốn lắp ấy. Ok, còn miếng thì mình lắp luôn đi. Còn có miếng rồi các bạn ơi. Để nối cái phần ở đây. Ok, đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ui, tròn trịa chưa? Đó. Vậy là mình xong cái phần này nhá. Bây giờ mình có thể trực tiếp farm ở đây rồi. Thì farm cái này chúng ta sẽ không có kinh nghiệm nha. Đặc biệt là mình sẽ khó có kinh nghiệm. Khi nào buổi sáng mà hết mấy con ký sinh trùng thì mình mới xuống farm kinh nghiệm được. Đó, tạm thời thì mình hoàn thiện cái chỗ này rồi. Ok, thì đấy chính là địa điểm farm của mình. Thì mình không biết là mình xây cái này có đúng đắn hay không nữa. Thì chắc là mình sẽ chờ các bạn góp ý. Ây da, lâu, lâu lâu cái giọng mình nó khàn như vậy ấy. Đó, các bạn mà lâu lâu thấy những cái đoạn video mà mình cắt ra là do mình bị lúc đó mình khàn giọng mình nói không được ấy. Ui, nước đẹp quá các bạn ơi. Ok, bay một vài vòng xem coi. À quên nữa, hồi nãy mình thấy cái một cái khu mỏ bỏ hoang các bạn. Mở khu mỏ chúng ta có thể lấy đồ ấy, mình không, mình quên cái vị trí của nó rồi. Mình hình như đâu đó bên đây này. Mình đang muốn farm, muốn cho đó mình lấy ít đồ ấy. Cha cha, xịn nhờ. Ồ, khu này có vẻ xịn các bạn ơi. Đây, ở đây nó có một cái tòa tháp như thế này. Thì cái tòa tháp này thì nó xấu quắc à, nhưng mà nó được cái là nó có chiều cao, để mình lên thử xem sao nhé. Có room trên đây không? Hồi nãy mình thấy một cái chỗ mà chúng ta có thể đi vào mà farm đồ ấy. Ở đây đây đây, khu mỏ bảo hai này, chính xác. Ồ may thế. Ok, mình sẽ vô mình lụm hai cái room nha. Trong đây nó sẽ có hai cái room ấy. Rất là tuyệt cú mèo luôn. Ok. Có đuốc thì chúng ta sẽ không làm được cái bước này. Mình sẽ cần vứt ít đồ đi. Cái này không cần. Không cần. Đó. Tạm thời Red sẽ uống nước dơi trong tập này các bạn. Các bạn thông cảm cho Red nhé. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi vào trong đây. Khám phá một ít rương nào. Ui, trong đây có sắt nữa nè. Đó, lụm sắt về. Đây nữa. Ok. Táo vàng, tổ quá trời cái này luôn. Hợp lý để mình có thể chế tạo được cái gì ta. Cái bảo tàng, xây dựng được cái bảo tàng các bạn. Sắc bén 4 cần nè. Hãy là chân đốt thì không biết có tác dụng như là những cái con nhện ký sinh trùng không. Nhưng mà thôi thể cứ lấy đi ha. Ok, tại vì có những con ký sinh trùng mà nó thuộc loài nhện các bạn. Và nó rất là to. Mình nghĩ là mình có thể giết được ấy, tại tụi nó khá là nhiều chân. À, bảo vệ coi lửa hả? Chắc không được các bạn, tại vì mình không biết có con nào nó bắn ra lửa hết ấy. Nên chắc là mình sẽ không cần cái cuốn sách đó đâu ha. Ok, coi như là mình giải quyết xong cái chỗ này. Tiếp tục mình cần đi thêm chút xíu nữa. Chỗ này là chỗ mà mình lúc đó mình phòng thủ đúng không? Thì mình lại đây mình xem lại một lần xem coi có cái beacon nó mọc ở đây không. Thì mình nhanh chóng mình phá luôn trước khi quá muộn. Ô, một chiếc thuyền đắm. Cái này chỉ là đất chết thôi. Đất này thì nó không có lây lan nha các bạn, từ từ nó sẽ biến mất rồi. Nhưng mà những cái đất như là ở cái căn cứ cũ của mình ấy thì nó mới gọi là đất nguy hiểm. Chứ mấy đất này thì ok. Mấy đất kia nó mới mọc lên được mấy cái beacon các bạn ơi. Đất này thì không mọc được đâu. Ok. Không có beacon nữa ha. Ok, tạm ổn rồi đấy. Bây giờ thì mình sẽ bay lại cái chiếc thuyền đắm này cái đó. Ở đây là biển các bạn ơi. Khu vực mình gần biển à. Ôi, có cái con gì các bạn thấy không? What the hell, con gì nè? Giết nó đi. My god. Không biết là mình có nên đi xuống đây không nữa nè. Các bạn thấy nó không? Nè, mình xuống đây coi nó làm gì mình không nha. Ủa, sao nó đứng yên thế, ghê quá. Con này nhìn đáng sợ thiệt đúng không ấy. Có nên xuống cái chiếc thuyền đắm này à? Tìm ít đồ không nhỉ? Ôi thôi, tối thui rồi, không thấy cái gì hết á. Bay lên thôi. Bay lên trên bầu trời thôi. Mình cần biết xem coi phải biển không. Ui, cha cha. Một cái chiếc thuyền hải tặc các bạn ơi. Một hòn đảo nữa. Hy vọng là nó là một cái hòn đảo bình thường. Mà nó, ý là mình là một hòn đảo mà xung quanh nó toàn là nước ấy. Là mình có thể gọi là xây căn cứ ấy. Ồ, nhưng mà xung quanh nó có vẻ là một cái đất liền bình thường rồi. Ok, xuống đây xem sao. Ở đây có nhiều lòng spawn lắm. Thì mình nhớ là như vậy ấy. Phá nó đi. Coi nó có rương cho mình không ha. Phá nó hết đi, phá hết đi, phá hết đi. Ok. Ở đây còn cái chỗ nào không nhờ. Mình nghe tiếng có mấy con zombie rồi, không biết trong đây nó có lòng spawn nào không. Có vẻ là không. Cầm cái đuốc bên tay trái đi. À quên mặc áo giáp vô các bạn ơi. Đây là không phải lúc đùa giỡn. Lại tử thần.
Ok, cắm cái đuốc ở đây. Ủa, trăng đẹp thế nhờ. Ôi, bữa nay là đêm bình thường này. Mình có thể tiếp tục đi farm này. Ở đây có con zombie và có lòng spawn của tụi nó nữa. Chỗ này có rương không nhờ? Ái, ôi, chết rồi, mình bị dồn nén vô đây à. Ok, còn một cái lòng spawn các bạn ơi. Phá nó luôn, phá nốt nó luôn đi. Oh my god, không đùa được đâu. Không đùa được đâu. Lên. Oh my god. Ủa, mấy con này nó cũng khỏe phết đấy. Ôi mà công nhận là ở khu vực này của mình khỏe re các bạn ơi. Không thấy một con ký sinh trùng nào. Ủa, bên kia còn lòng spawn. Let's go. Cái thằng này nó cũng có skill gọi là đỉnh cao các bạn ơi. Nó vừa nhảy vừa bắn mình. Phá lòng spawn cái đã. Trong đây có một cái lòng spawn. Oh, chết rồi, khó quá. Đi lên mọi đường này, nhanh. Tao thua rồi các bạn ơi. Phá nó đi. Lên. Ok. Tối quá các bạn ơi. Tao thui luôn. Ok. Thì ra chiếc thuyền này nó chả còn gì khác ngoài chả có rương luôn. Không cho mình cái rương luôn. Tệ phết luôn ấy. Nói chung là chiếc thuyền này khá là tệ. Siêu tệ. Ôi mà có sương mù bắt đầu. Có rồi này các bạn. Hồi nãy mình đi bằng đường này đúng không? Đường này thì có về căn cứ của mình này. Ok. Chả thấy một cái điểm nào hết. Wow.